kênh Lộc Hưng Miền Tây xin mến chào cô chú, anh chị cùng quý vị và các bạn. Hôm nay xin giới thiệu video cây chùm ruột siêu trái ở miền Tây. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Nếu thấy video hay và bổ ích, nhớ ủng hộ cho mình bằng một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video kế tiếp.